Tạm ơi, mình là Simi đây. Mình đã từng vượt khỏi nhà tù con gái và nhà tù con trai. Nhưng lần này mình sẽ quyết định vượt khỏi nhà tù của công chúa. Ủa, mà công chúa cũng bị bắt vô tù hả? Gì vậy ta? Nhưng điều đó không quan trọng bởi vì hôm nay mình sẽ vượt khỏi nhà tù công chúa. Nếu bạn là người mới khi xem video của mình thì các bạn đừng quên bấm ngay vào nút đăng ký các bạn. Có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ vượt ngục thôi. Yes. Rồi, và đây chính là nhà tù công chúa nha mọi người. Wow, đúng là nhà tù phong cách công chúa có khác không mọi người. Yeah. Mọi thứ đều màu hồng và ủa, mình có cả một cái hộp Barbie luôn hả? Một cái hộp đồ chơi luôn hả? Hay vậy? Chà, mình thấy nhà tù này cũng không quá mất là tệ đó mọi người. Ủa, cái gì kìa? Đầu kia là một bà cai ngục công chúa. Trời ơi, đúng là cái gì ta, phong cách công chúa, cái gì của công chúa ha. Mà không sao, dù nó dễ thương như thế nào, mình cũng sẽ phá đảo cái nhà tù này. Đó, đầu tiên, mình sẽ cắt cái này. Đấy, trời ơi, cái nhà tù gì mà dễ thương dữ vậy. Ê, có khi nào mình bắt vô đây mình cũng muốn ở đây không? Ôi, có một cô cai ngục ở đây nè. Xin chào công chúa Mèo Simi, cô đã bị bắt bởi vì cô quá xinh đẹp. Hả, cái gì? Lý do mình bị bắt bởi vì mình quá xinh đẹp hả? Trời ơi, sao tôi thấy cảm giác tôi vô tù mà tôi cũng được khen vậy mọi người. Cảm ơn nha. Nói chứ dù khen tôi xinh đẹp cỡ nào tôi cũng sẽ phá đảo cái nhà tù này. Đấy, ok. Nhà tù này mình thấy cảm giác thiết kế đơn giản quá mọi người. Cái này dễ trốn quá trời. Có khi mấy bạn bị bắt vô đây cũng dễ thoát đó mọi người. Ui, cẩn thận, cẩn thận. Ở dưới toàn gai kìa mọi người. Đấy, ok, nhảy qua. Nhảy qua nè. Trời ơi, quá là dễ luôn. Đấy, đi xuống, bum. Ui, ở đây cũng có nè. Ui, ở đây có cả một cái túi xách màu hồng, một cái son môi. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Wow. Ui, đồ kia là bà canh ngục công chúa thì phải. Trời ơi, canh ngục cũng xinh dữ ta. Ok, xin lỗi bà canh ngục nha. Tôi xin bấm cái nút nha. Bà có đuổi được tôi không? Li. Trời ơi, con nhỏ Simi xấu xí này. Ngươi dám vượt ngục của ta sao? Đứng lại cho ta. Ngươi đã xấu xí rồi mà còn fan của ngươi còn xấu xí hơn nữa. Cái gì? Bà bảo ai xấu xí cơ? Bà bảo fan của ngươi xấu xí á. Ê bà kia, nhìn bà cũng xinh đẹp mà sao bà nết bà kỳ cục dữ vậy? Thật là không công bằng mà. Các bạn ơi, các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được 5.000 like, chứng minh rằng các bạn xinh đẹp hơn cái bà cai ngục này nha. Và các bạn có 3 giây để giúp video của mình được 5.000 like. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người. Riêng Sim là Sim thấy các bạn xinh đẹp hơn cái bà cai ngục này nhiều. Leo leo. Bà dám chê fan tôi hả? Đúng là nhìn bà cũng xinh đó, nhưng mà cái nét bà xấu quá à. Rồi đi tiếp nè các bạn ơi. Đó, trời ơi, cái nhà tù này nó cũng dễ như mấy cái nhà tù trước mọi người. Lần trước là thoát khỏi nhà tù con gái con trai, giờ lần này thoát khỏi nhà tù công chúa thì còn dễ hơn nữa. Đấy, ok, đi qua một cách dễ dàng, nhảy xuống, bùm, ok. Và nhà vệ sinh cũng màu hồng hết trơn luôn mọi người. Đúng là phong cách công chúa. Ui, các bạn nhìn nè, ở đây có cả em bé Barbie và em bé Ken nữa, nhìn dễ thương quá à. À, chị Sim ơi, chị Sim dễ thương quá à. Chị Sim có thể làm người yêu em được không? Em sẽ dẫn chị đi chơi. Cảm ơn em bé Ken nha, nhưng mà chị đã có người yêu rồi, xin lỗi em nha. Ok, bây giờ chị biết vượt ngục rồi, chị không thể nào chơi với em được. Ở đây có một cái hố màu hồng. Chà, ở đây có cái xẻng nữa. Đào. Ui, đào xuống. Yeah. Một cái hang toàn là màu hồng. Trời đất ơi. Ở đây cái nhà tù này khiến mình bất ngờ thật sự luôn á. Cái gì cũng dễ thương hết trơn á. Chà, mình thấy trong tất cả các nhà tù mình từng vượt qua, mình thấy cái nhà tù này khiến mình khá là thích đó mọi người. Bởi vì nó toàn là màu hồng mọi người. Ok. Cái gì đây? Hey. Ui, cẩn thận nha mọi người, nhảy xuống. Wow, cẩn thận, các bạn để không cái ván của nó còn bị gãy nữa chứ. Ui, trời ơi, suýt rớt luôn á các bạn ơi. Ok, và tiếp theo là cái gì đây? Tiếp theo là, đây là nước lava màu hồng và có thêm cái bàn chải tóc nữa. Nhìn đây vậy. Ôi, bạn nào là con gái vào nhà tù này đảm bảo bao thích luôn nha. Đấy, bạn nào muốn chơi map này thì mình sẽ để cái map này ở dưới phần mô tả. Thì các bạn đừng quên check phần mô tả nha. Ok, ở đây, ui, một chai bóng màu hồng. Ok, chai bóng màu hồng. Sim bánh xác mất tiêu rồi, no. Ôi, tự nhiên mình bị chai bóng màu hồng lăn vô các bạn ơi. Ok, chạy nào, không thể nào để thua được. Tôi phá đảo cái. Ok, không được chơi liều các bạn ơi. Ok, mình đã hứa với các bạn fan đó chứ là mình sẽ phá đảo game này mà, đúng không? Đấy, ok. Đi qua được không? Yeah, qua được rồi, ok. Và leo lên. Rồi, leo lên trên này có gì đây? Cái gì đây? Ồ, có phép thuật luôn hả? Mà hồi chị Sim không có tiền các bạn ơi. Cái gì đây? Ồ, trời ơi, Ken xấu xa kìa các bạn.
mời em chứ. Trời ơi, nhóc này thiệt nói chuyện tào lao quá à. Không bao giờ, chị nhất định sẽ thoát khỏi đây. Ok ok, bây giờ mình sẽ vào cái chỗ này nè. Và mình xoay cái nút, xoay. Ui, Ken ơi, tránh xa chị ra, chị không thích em đâu. Ok ok, đây. Ôi, chị nhảy được rồi nè. Trời ơi, em làm gì được chị. Đấy, liêu, không đuổi được chị Sim rồi. Trời ơi, bé Ken này yếu quá, chạy chậm quá trời. Cũng đúng, em ấy chỉ là em bé thôi, làm sao mà chạy nhanh bằng mình được đúng không? Đấy. Ủa sao tự nhiên tới chỗ này lạch lẽo dữ ta? Chết rồi, có cái nào mình vào nhà băng không ta? Ok, út. Sao mà thấy có bạn chui xuống vậy? Ok, bây giờ mình sẽ gạt cái nút này. Gạt. Mình đang được đi lên nè. Ok, chúng ta sẽ đi đâu đây? Ok. Ok, đã lên trên này. Ở đây có cả ba em bé luôn nè. Trời ơi, dễ thương ta. Nhưng con bé ở giữa không dễ thương tèo nào nha. Hồi nãy con bé ở giữa chê fan tôi xấu. Nghĩ sao vậy? Fan tôi ai cũng dễ thương, xinh trai, đẹp gái hết trơn á. Ok, uống nước tăng lực. Wow, mình cảm giác mình có một nguồn sức mạnh gì đó. Ui, mình chạy đúng nhanh nè các bạn ơi. Đó, chạy thật nhanh nè. Ai chiu chiu. Tự nhiên vô đây làm công chúa xong để thành siêu nhân luôn mọi người. Mình cũng không biết nữa. Ok, đó, chạy thật nhanh cha. Ta chính là công chúa siêu nhanh đây đó. Hơi cha. Trời ơi. Ew. Ủa, tại sao mình lại ở ra vậy? Ew, đúng là không nên uống nước ngọt nhiều các bạn ơi, uống nước ngọt nhiều ở ra ghê lắm các bạn. Ew, ok, tôi là công chúa mà tại sao tôi lại ở ra cái nước gì xanh lẹ lét gớm dữ vậy? Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ lên trên nè. Rồi, lên trên. Ok, và đây là phòng chứ ta? Phòng gặp người thân. Ok, và bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó để leo lên trên chỗ này. Bây giờ mình nghĩ mình sẽ kiếm một cái cầu thang á mọi người. Đó, để mình leo trên đó nha. Đấy, ok. Cầu thang. Đây. Cầu thang quá dễ luôn. Trời ơi, cái này mình làm rất là nhiều lần nên mình cũng đã quen rồi mọi người ơi. Ôi, trời sao rớt cầu thang rồi. Ui. Đây, bưng cầu thang nè. Đó, mà cái này các bạn phải làm chuẩn xác vô nha. Phải để vô dấu nhân nè. Đó, và tiếp theo mình sẽ ui. Ok. Ui. Ô, cái này nhảy khó nha. Đây, hơi. Chị Sim nút quá mấy bạn ơi. Đây, chị Sim đã leo lên thành công. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi qua bên này. Ui, cái này nó đang thổi mình các bạn ơi. No, đừng có thổi chị Sim. Trời ơi, đừng có thổi chị Sim. Lạnh quá à. Lạnh quá. Đừng có thổi chị Sim mà. Ui, ok. Ngươi sẽ không bắt nạt được ta đâu. Đây, ok, và xong. Chúng ta đã qua rất là đơn giản đúng không nào. Đấy, ok. Và tiếp theo là gì đây? Tiếp theo là parkour. Trời ơi, tôi nói dù tôi là công chúa nhưng tôi leo trèo hơi bị giỏi nha. Cái này quá là dễ luôn. Trời ơi, các bạn thấy hôm nãy chứ là mình vẫn chưa bị gọi lấy chứ đó. Mất một mạng nào nha. Đó, ok. Ui, cái gì đây? Chất độc màu hồng. Trời ơi. Nhà tôi đúng là nhà tôi công chúa ha. Chất độc cũng phải màu hồng dễ thương nha mấy chị. Ôi, suýt rớt luôn á. Wow, suýt rớt luôn các bạn ơi. Nhưng may quá. Bởi vì các bạn biết tại sao mình không rớt không? Bởi vì sự đáng yêu của các bạn đó. Bởi vì những bạn đang xem video này đã giúp Sim có động lực, Sim không bị rớt xuống. À khoan, đây, cái này phải rớt xuống nè. Ok, đó. Xoay, và thế là chúng ta chỉ cần suýt rớt. Trời, sao mình cảm giác mình liều dữ vậy? Đây, bây giờ mình sẽ qua chỗ này. Đó, và xong rồi. Trời, quá đơn giản đúng không? Đấy, ok. Mình không biết mình làm gì nữa. Ok. Ok, và đây. Nhảy qua đây nè, đó. Và lên đây. Quá đơn giản. Rồi, tiếp theo. Trời ơi, còn gì khó hơn xíu được không? Chứ nãy giờ chị Sim thấy quá dễ luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái gì đây? Bay lên. Ui, cẩn thận nha. Đây, cẩn thận. Chà. Ok. Trời ơi, cái này nó đung đưa mình luôn mọi người. Trời ơi, ui, mình không có làm được gì hết trơn á. Ui, cẩn thận, trời đi nhanh dữ vậy. Ui, trời ơi, thổi liên tục luôn các bạn, Sim không kịp làm gì hết trơn á. Ok, rồi và tiếp theo là gì đây? Một cái khối xe gió hả? Cái quạt á mọi người. Bay lên, nha. Quá đơn giản luôn. Rồi ok, tiếp tục thoát ngục nào, vượt ngục nào. Hình như đây là đâu đây? Sao cảm giác quen quen ta? Chuẩn bị đánh boss hả? Thấy gì vậy? Ba cái ngục kia. Oh my god. Bà ta đang cầm cái chảo nữa. Oopsie. Ôi, bà ta kìa. Ôi, chơi.
giúp cho video này được 5.000 like để giúp Sim tiêu diệt cái bà gì ta, bà Cai Ngọc Công Chúa này. Ok, và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mình đã có sức lực rồi. Tôi sẽ tiêu diệt bà. Ôi da, bà nấp sau kia hả? Ôi da, trời. Và đây sẽ là đòn cấp liệu. Thấy chưa, bà bảo ai yếu cơ. Cảm ơn các bạn đã bấm like để giúp Sim tiêu diệt khỏi cái bà cai ngục xấu xa này nha. Ok, và chúng ta còn nữa hả? Trời ơi, mình tưởng là xong rồi chứ. Trời ơi, đúng là nhà tù công chúa, nhìn vậy thôi chứ cũng dài lắm luôn á mọi người. Ok, được rồi, chúng ta sẽ trượt xuống và hỡi cha. Ôi cái này cũng vui ghê á. Ôi nhưng mà nếu mà nó ở ngoài đời chắc mình nghĩ nó không vui đâu. Dạ, yeah, ok. Ok, chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ còn bao xa nữa tôi mới thoát khỏi đây vậy? Trời ơi, lúc đầu thấy cũng vui mọi người nhưng mà nó dài quá giờ hết vui mọi người. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục nè. Đây, ok. Rồi. Ôi, một cái máy quạt siêu to khổng lồ nữa. Yeah. Ở trên đầu là có mấy cái laser mọi người. Ok, cẩn thận laser nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ cẩn thận. Ôi, cẩn thận nè. Đấy, ngươi sẽ không chạm được vào ta đâu. Đây, ok. Ui, trời ơi, quá là dễ luôn. Cái này dành cho nút đó mọi người, trời ơi. Chứ tôi còn qua một cái một luôn á. Ok, rồi. Ui, mình đã thoát được chưa? Chẳng lẽ mình đã thoát được rồi. Chưa nha mọi người, còn rất là dài nha. Trời ơi, mình ảo tưởng là mình tự thoát được rồi. À đúng rồi, mình có một cái trick này nữa dành cho bạn nào chơi những cái map kiểu này. Các bạn chỉ cần một cái thanh này thôi. Đó, các bạn nhớ nha, dùng cái thanh này. Đó, các bạn để xuống. Ui, và giờ đấy các bạn đi qua, sau đấy các bạn nhặt lại, sử dụng tiếp. Đấy, cho tiết kiệm chứ. Người nhà quê. Đây là lỡ tay mọi người ơi, mình làm lại nha. Cái lỡ tay, trời ơi. Mình là lâu lỡ tay xíu mọi người. Đó, nó lâu rung tay quá. Trời ơi, các bạn thông cảm nha. Xin lâu lỡ tay xíu. Trời, tự nhiên cái đoạn kia tự nhiên bị rớt xuống cái ẻo vô duyên quá. Đó, đây, chỉ kỹ lại nè. Đó, thấy chưa, không có bị rớt. Làm sao rớt được. Đó, thấy chưa. Đó, hồi nãy là mình giỡn thôi. Đấy, chứ nghiêm túc là khác à. Đó, ok, đấy, trời quá dễ dàng luôn. Và tiếp theo. What? Các bạn thấy trước mặt là gì không? Một em bé đang điều khiển robot màu hồng. Trời ơi, chết rồi các bạn ơi, bây giờ tới lúc mình đánh boss rồi các bạn. Không được. Mình nhất định phải phá đạo, mình đã hứa với các bạn rồi mà. Được rồi. Ở đây có xe nè. Ôi, trời ơi, sao bự dữ vậy? Chà, ôi mình phải bắn hai tay hả? Ôi, cẩn thận, trời. Wow, cái gì bự dữ vậy? Ôi trời, em bé gì mà độc ác dữ vậy? Em bé ơi, em bé. Ôi da, trời, em bé gì mà dữ vậy? Bà chị Simi à, tôi sẽ tiêu diệt bà. Chỉ có tôi không tiêu diệt được bà, nhưng tôi sẽ tiêu diệt được bà. Đồ Simi xấu xí. Trời ơi, tức ghê. Trời, bây giờ để một đứa nhóc nói mình vậy sao? Không được, tôi sẽ... Ôi, ok. Ta sẽ tiêu diệt ngươi, dám chi ta xấu xí hả? Ok. Hơi, bắn vô cái tay ngươi nè. Ui, trời, đứa trẻ này bắn gì kê dữ vậy? Đây nè, bắn vô cái tay nè. Ôi, nữa hả? Ôi da, đau quá à. Như mình sắp tỏi nữa bạn ơi. Hơi, rớt một cái tay nè. Làm được gì nhau? Hả? Nhóc con làm được gì chị? Trời ơi, bắn nè. Đây. Ok. Trời ơi, các bạn ơi, tình hình nguy cấp quá. Ok, được rồi. Các bạn ơi, các bạn đừng quên giúp video được của Sim được 5.000. Ây da, ôi chết rồi. Đang kêu gọi tiên bị đánh vô nhiêu quá. Các bạn ơi, các bạn đừng quên giúp cho video của Sim được 5.000 like để giúp Sim tiêu diệt cái em bé xấu xa nha. Và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ mình sẽ tiêu diệt em bé đây. Ui, đứng lại coi. Ui, đúng rồi, nó đang bị lát các bạn ơi. Trời ơi, ui, sao nó xoay liên tục vậy? Trời ơi, trời ơi. Ui, nó đang bị lát các bạn ơi. Rồi sao chơi chị ông nội? Trời ơi, đây, ông xoay hả? Trời ơi, nó đang chơi chiêu gì vậy các bạn? Trời ơi, nó đang chơi chiêu lốc xoáy thần trưởng hả? Lốc xoáy thần trưởng làm sao né được? Ui, trời ơi, nó bắn ghê vậy trời. Đây, ok, sắp tiêu diệt được rồi. Và ta sẽ tiêu diệt được. Yes, yeah. Trời ơi, em bé quái vật trong nhà tù công chúa đã bị
mình đã phá đạo thành xong nhà tù công chúa rồi nha các bạn ơi. Trời, ok, có xe đi về nè. Ôi, bây giờ mấy bạn fan ơi, lên xe để xin chở nè. Bon bon, let's go. Đây, trời ơi. Ok, nói chung là mình nghĩ này là cũng khá là thỏa mãn rồi đó. Ok các bạn, chắc video của Sim như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, các bạn đừng quên mình lượt phim cho Sim biết nha. Và các bạn muốn chơi map này thì các bạn cũng đừng quên cách cái phần mô tả. Mình sẽ để link map ở dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ, bye bye mọi người. Và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye. Bye bye.